Những ngày cuối tháng 10, du khách đến huyện Tiên Yên, Quảng Ninh không chỉ được ngắm thảm lúa óng vàng trên ruộng bậc thang mà còn thưởng thức các cuộc đấu bóng sôi động của các chị đẹp sán chỉ. Trong bộ áo không số và đầu vấn khăn, họ thi đấu hết mình dưới cơn mưa tầm tã. Các đội bóng ra sân với những bộ trang phục truyền thống dân tộc phân biệt bằng màu sắc áo. Mỗi đội gồm 6 cầu thủ và một thủ môn. Dù trận đấu diễn ra trong điều kiện mưa nhẹ nhưng niềm đam mê của 14 cô gái không hề giảm đi. Ngoài các đội từ xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, trận đấu còn có sự tham gia của các cô gái đến từ xã Húc Động, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Mặc dù không yêu cầu kỹ thuật cao, nhưng mỗi người phụ nữ trên sân vẫn thể hiện kỹ năng của môn thể thao vô này. Bóng đá nữ sán chỉ đã trở thành một phần của văn hóa và du lịch địa phương, tạo nên nét độc đáo cho Quảng Ninh. Trong bộ áo dân tộc, các cô gái sán chỉ đã thu hút sự chú ý của du khách khi tham gia lễ hội mùa vàng miền xóm cỏ Đại Dực năm 2023. Dù cháy hết mình trên sân cỏ, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên môi mỗi cô gái, bất kể là trong niềm vui hay khó khăn của cuộc chơi.